có một bạn gái hết sức là xinh đẹp và quyến rũ đã có một đề nghị rằng là rủ Nam đi khám phá những điều thú vị mà ít người biết ở thành phố này. Rồi em có muốn tới một địa điểm mà anh yêu thích không? Dạ, được ạ. Bằng những cái nguyên liệu của các chị ý, đố em biết là ngày hôm nay mấy chị ý làm món gì? Ồ, chuẩn luôn. Sau ngày hôm nay thì anh hãy ra Hà Nội. Ở đây thì anh sẽ lên yêu cầu họ chơi một bài tặng em nhé. Các bạn thân mến, nếu như ngoài Bắc đang chìm trong giá lạnh thì Hoàng Nam ngay lập tức phải đi tránh rét ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy rằng là đúng như tính chất của một thành phố trẻ, đó là đường phố hết sức sôi động, sự thân mật của con người cũng như là ẩm thực đường phố vô cùng là hấp dẫn và lôi cuốn. Và khi mà tới đây thì Nam chỉ đi một mình thôi, do đó có một bạn gái hết sức là xinh đẹp và quyến rũ đã có một đề nghị rằng là mời Nam, rủ Nam đi khám phá những điều thú vị mà ít người biết ở thành phố này. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng đi cùng Nam tới gặp bạn gái đó chưa? Chúng ta đi nhá. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là Thảo Nhi, một cô gái đang sinh sống tại Sài Gòn. Anh nói như vậy là bởi vì anh thấy em nói giọng Bắc đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thế là em là ở đâu tới đây? Em là từ Thanh Hóa vào đây ạ. À, Thanh Hóa. À, 3 năm rồi. Bởi vì Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như các bạn biết là một cái vùng đất mở, cái vùng đất sôi động, luôn giang tay rộng đón tất cả những người con Việt Nam từ khắp nơi tới đây sinh sống, làm việc và phát triển. Chính vì cái sự cởi mở đó thì nó mới mang một cái diện mạo như các bạn thấy là vô cùng sôi động. Ở đây được bao nhiêu năm rồi mà anh nghĩ là chắc là em cũng biết được nhiều điều rất thú vị ở thành phố đúng không? Dạ. Em vào đây được 3 năm rồi ạ. À, em cũng nói chung đi cũng khá là nhiều nơi ở trong Sài Gòn này rồi. À, dạ. Thế thì ngày hôm nay Nam rất là yên tâm khi mà có một người bạn đồng hành không những là xinh đẹp mà còn hiểu biết nhiều về thành phố này nữa. Thì em đã ăn sáng chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Anh từ Hà Nội vào đây ăn sáng chưa? Anh cũng ăn sáng rồi. Dạ. Đó thì anh hỏi vậy là để cho anh em mình có thể là bắt đầu ngày hôm nay. Dạ. Bắt đầu ngày bình thường là bằng việc ăn sáng đúng không? Nhưng mà chúng ta đều đã ăn sáng rồi. Thì tiếp theo thì sẽ là gì nhỉ? Em nghĩ là ăn sáng rồi thì chúng ta nên đi cà phê ạ. Tại vì vào trong Sài Gòn thì không thể thiếu được cà phê đâu ạ. À, đúng rồi. Trong Sài Gòn nổi tiếng rất nhiều quán luôn. Đúng. Và cái cà phê ở Sài Gòn thì cái hương vị cũng như cách pha chế rất là khác so với những tỉnh thành khác. Thì bây giờ em có một gợi ý một cái địa điểm nào đó mà rất là thú vị để anh thưởng thức cà phê không? Bởi vì nếu như bình thường thì ở đâu cũng có cà phê và cũng đã thưởng thức được rồi. Rất nhiều. Em có một địa điểm cũng khá là lạ và muốn anh cùng đi để mình thưởng thức ạ. Ừ. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng đi nhá. Dạ. Anh sẽ đưa em đi nhá. Vâng. Rồi đi thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Có thể nói rằng là Nam vô cùng yêu thích cái cuộc sống sôi động ở trên hè phố của người dân Sài Gòn. Như các bạn thấy rằng là mọi thứ dường như là cứ ra hè là có hết đúng không? Và ngày hôm nay thì Thảo Nhi là quán cà phê của em ở kia đúng không? Vâng, quán em giới thiệu với anh đây là quán cà phê kiểu lề đường phố ạ. Chanika. Dạ. Sài Gòn thì nổi tiếng về kiểu lề đường ấy anh, nên mình ngồi đây vừa hóng gió vừa thưởng thức cà phê. Không khí rất là thích ạ. Anh đồng ý đấy. Dạ. Bởi vì với một cái khung cảnh sôi động như này thì không phải là ở nơi đâu cũng như vậy đâu. Dạ. Khi mà tới Sài Gòn thì nhất định rồi, tôi rất muốn thử cà phê đường phố. Dạ. Và ở đây Chanika có thể nói rằng là đã nâng tầm cà phê đường phố lên rất nhiều. Xin chào em.
Là bây giờ là bọn anh sẽ ngồi ở ghế order hay là ra đây để order? Anh ngồi ngay ghế em order cho anh. Ngồi ghế nhá. Thì nhưng mà chắc là tới đây rồi thì mình lựa cái chỗ nào mà gần gần phố nhất đi, gần đường nhất đi để mình có thể ngắm luôn. Nó giống như một bức tranh rất là sôi động và luôn chuyển động ở trước mặt ấy, đúng không? Thì, đây nhá, mình ngồi bàn này nhá. Đây thêm cầm. Đây. Ôi, ở đây được nghe cả saxophone nữa. Vâng, cho em xin giới thiệu menu bên em là có espresso, cappuccino, latte, mocha và americano. Cho em hỏi anh chị dùng gì vậy? Thảo Nhi dùng gì? Cho em một cappuccino. Dạ, vâng, một cappuccino. Anh. Cho anh một latte. Dạ, vâng ạ. À. Anh để cho một gì vậy? Ồ, ở đây giá hợp lý nha em nhỉ? Tức là những quán đường phố này giá rất hợp lý cho người bình dân nữa, người ta thường vào. Anh thấy rằng nếu mà trong cái hình dung của anh ấy, nếu mà những cái món đường phố ấy thì sẽ không có chỗ ngồi như này đâu. Mình sẽ gọi xong đầu mấy cái quán cà phê đường phố mà anh gọi gặp ấy thì mình kêu ở đâu đó xong mình ra vỉa hè mình ngồi ghế công viên này, hoặc là có chỗ nào ngồi được thì ngồi. Còn ở đây thì có thể nói là đúng là nâng tầm những cái cà phê đường phố lên, là ở đây là có ghế ngồi này, có những cái chỗ ngồi ở lề đường này, và đặc biệt là cái quầy pha này rất là xịn sò luôn, kiểu như là vệ sinh sạch sẽ này, cũng như là nhìn cái máy kia anh thấy là cũng có vẻ đắt tiền đấy nhỉ. Trông cũng khá là sạch sẽ ở dưới. Thì anh có rất nhiều thắc mắc về cái tiệm cà phê nho nhỏ xinh xinh ở lề đường như này, thì chắc là phải hỏi nhân viên ở đây thì mình mới biết được nhỉ. Giờ mình ra hỏi đi. Em ơi, cho anh hỏi một chút. Anh có rất nhiều thắc mắc về quán cà phê nhà mình. Đầu tiên đó là tại sao lại tên là Chanika nhỉ? Anh thấy dạ, Chanika theo ý nghĩa đó là cha, là có nghĩa là trà vinh, ni là vàng và ca là Campuchia. Thì đây là ý nghĩa của bên Hà Nội. Trà vinh và Campuchia. Dạ. Chắc là em uống ở đây nhiều rồi nhưng mà em cũng chưa biết được cái ý nghĩa của cái tên gọi, đúng không? Thế trà vinh và Campuchia thì cà phê là nguồn gốc ở đâu? Dạ, nguồn gốc ở Việt Nam. Ở đâu? Ở Việt Nam anh. Ở Việt Nam à? À, cụ thể là ở tỉnh nào? Dạ, Đắk Lắk. Đắk Lắk à? À, cũng là cà phê ở Tây Nguyên, thủ dạ, phủ cà phê của Việt Nam đấy. Thì như vậy thì cái nguồn gốc cà phê là rõ ràng rồi, nhưng mà cái cách mà người ta sơ chế cà phê ấy, người ta chế biến cà phê thô ở trên đó thì là có một cái gì đấy đảm bảo chất lượng không, hay là mình đi thu mua nhỏ lẻ? Dạ, Chanika tụi em á, là cái phần tụi em luôn là đặt cái chất liệu nó lên hàng đầu, cái chất lượng lên hàng đầu, và mọi thứ đều phải nhập từ nhà máy lớn và đều có chứng nhận an toàn thực phẩm và đạt chuẩn ISO. À, tức là đạt chuẩn ISO. Ồ, như vậy là rất là khác cái quán cà phê lề đường khác, là khi mọi người muốn giảm cái chi phí thì mọi người nhập những cái cà phê mà mình rất là khó để biết được nguồn gốc. Thì ở đây anh thấy hình như là cà phê đây là có thương hiệu, là có đóng gói là Chanika luôn đúng không? Dạ đúng rồi. À đây này, tôi thấy có một cái túi cà phê đóng thương hiệu là Chanika luôn. Dạ. Như vậy là chứng tỏ rằng là những cái xe đẩy cà phê này chỉ là một cách để quảng bá sản phẩm, để giới thiệu tới rộng rãi, và thậm chí cũng có thể nói rằng là để cho nhiều người có thể thưởng thức được hương vị cà phê ngon và sạch hơn. Dạ. Đúng không? Chứ nếu mà là anh mà ở một nơi xa đến thì anh cũng rất là ưu tiên những cái quán cà phê mà có thương hiệu rõ ràng, đấy, có nguồn gốc rõ ràng như này, để mình uống bằng người mà, thì nó cũng phải đảm bảo cho sức khỏe của mình, đúng không? Em ơi, cho anh hỏi một chút là cái máy pha cà phê này là trị giá bao nhiêu tiền vậy? Anh trông nó rất là xịn. Dạ, cái giá trị của cái máy cà phê là phải gần 100 triệu á. Ồ, gần 100 triệu cả. Gần 100 triệu mà được sử dụng để pha cà phê ở ngoài lề đường. Đây là một cái sự đầu tư hết sức là ấn tượng luôn. Mình sẽ ra quan sát bạn ấy làm nhé. Nếu mà theo cái sự quan sát của tôi thì rất là giống ở trong những cái tiệm cà phê lớn. Có thể gọi những cái bạn pha chế này là bartender hay là barista thì đúng hơn, đúng không? Bartender là trong quầy bar là pha chế rượu, còn barista thì là pha chế cà phê, những cái món cà phê
từ châu Âu, ví dụ như là cappuccino, latte, espresso. Đó thì cái hình ảnh này thay vì ở trong những cái tiệm lớn được đầu tư nhiều tiền bài bản thì ở đây đã được đem ra ngoài đường phố. Và như vậy là chất lượng thì là tương đương với ở trong quán thôi, nhưng mà giá cả của nó thì ngang ngửa với đường phố. Cũng rất là khéo tay, em thì cũng trang trí những cái hình thù ở trên mặt của sản phẩm. Đó. Xong rồi hả em? Bây giờ thì anh em mình được thưởng thức rồi. Sau một thời gian chờ thì cũng được thưởng thức. Cảm ơn em nhá. Mời em. Có thể nói rằng là cà phê đường phố khá là phổ biến ở châu Âu, nước ngoài, bởi vì là ở ngoài cái cuộc sống khi mà chúng ta ở trong cái khối bê tông quá là nhiều rồi, thì khi mà đem ra ngoài trời chúng ta có thể hít thở không khí và nhìn ngắm cuộc sống, nó là một cái điều gì đấy khác hẳn so với nếu như chúng ta ngồi ở trong những cái tiệm cà phê bởi bốn bức tường trong máy lạnh. Đó, vào cái thời tiết này của Sài Gòn thì mình thấy cũng không quá là nóng nhỉ, rất là phù hợp để mà ngồi đây. Và khi mà chúng ta nhìn ngắm dòng người ấy, thì chúng ta có rất nhiều những cái chiêm nghiệm. Xin mời em nhé. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 20. 20 à? 20 tuổi thì em đã có những cái chiêm nghiệm gì nhiều chưa? Chưa nhiều lắm đâu ạ, vào trong đây mới có 3 năm rồi. Thì cũng khá khá thôi. 20 tuổi thì anh nghĩ là phải cần một người mà có nhiều cái trải nghiệm thì để có thể họ nâng đỡ, giúp đỡ để cho nhiều anh em tuổi trẻ sẽ có rất nhiều những cái lúc mà phân vân giữa những cái lựa chọn, thì một người nhiều trải nghiệm có thể là giúp đỡ em lựa chọn những cái con đường đúng đắn nhất. Cảm ơn Thảo Nhi vì đã giới thiệu anh một cái địa điểm mà em yêu thích ấy. Thì bây giờ em có muốn tới một địa điểm mà anh yêu thích không? Dạ, được ạ. Bây giờ đi nhá. Dạ, vâng. Bây giờ chúng ta đi tiếp thôi. Thoáng một chút thì đã đến giờ trưa rồi. Dạ. Và trời thì càng ngày càng nóng hơn nhỉ. Anh xin phép anh được cởi áo nhé. Em đang học trường gì nhỉ? 20 tuổi thì chắc đang học đúng không? Vâng, em đang học trường Đại học Kinh tế ạ. À, trường Kinh tế ạ. Quận 10. À, dạ. Thì em đã bao giờ nghĩ là sau này mình sẽ trở thành một người như nào, một người phụ nữ như nào, quyền lực hay là một người phụ nữ đảm đang chăm lo gia đình, hay là một người thiên về giải trí? Em chắc không thiên về giải trí đâu. Em chắc là một người kiểu cũng biết làm ăn các kiểu. À. Vâng, nhưng mà cũng phải biết về nội trợ gia đình nữa. Ừ. Thế là giỏi việc nước đảm việc nhà đấy. Thế nếu mà như thế thì là anh nghĩ cũng là một mẫu người phụ nữ hoàn hảo ấy. Hoàn hảo thì cũng không ấy, nhưng mà nói chung là cũng phải biết cũng phải biết nhiều thứ đúng không? Cũng phải nhắc đến cái gì cũng phải biết một chút này, hoặc là đặc biệt là những cái công việc mà từ xưa đến nay ông bà mình cứ nói rằng là kiểu ví dụ công dung ngôn hạnh chẳng hạn, thì là em cũng muốn hướng đến cái điều đó đúng không? Hiện tại bây giờ thì em cũng biết nấu ăn kiểu nội trợ kiểu một chút. Cái món tủ của em là món gì? Món tủ của em à? Nếu mà em nấu ấy. Em nấu thì mấy món đơn giản thì em biết nấu hết, em không có món tủ nào cả. À. Mà em nấu theo kiểu hương vị ngoài Bắc. Vâng, kiểu người Bắc. Anh thấy một người trẻ 20 tuổi mà lúc đầu gặp em thì anh cũng kiểu nhiều cái câu hỏi lắm. Và khi càng ngày càng nói chuyện thì anh thấy em cũng khá là thú vị ấy. Thì bây giờ để cảm ơn em về cái bữa cà phê vừa rồi thì anh muốn mời em đi ăn trưa được không? Một cái quán ăn cũng vỉa hè mà anh rất là yêu thích. Bây giờ chúng ta đi xem là cái quán đó có đem lại cái ấn tượng gì cho em không nhá. Dạ. Hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại hẻm 63 Phó Đức Chính. Ở đây thì có một cái quán ăn chỉ bán vào những ngày đi làm, cuối tuần lại không bán, và chỉ bán buổi trưa.
Buổi tối không bán. Và có một điều đặc biệt nữa anh muốn giới thiệu với Thảo Nhi, đó là khi mà em tới đây em cũng không biết là mình sẽ được ăn món gì. Kỳ lạ không? Đúng là Sài Gòn có những cái thứ mà nó kỳ ghê, rất là đặc biệt mà ở nơi khác không có. Sở dĩ mà chúng ta cứ đến cứ như kiểu là chơi xổ số may rủi mà khi đi ăn, mà mặc dù chúng ta bỏ tiền ra thật, nhưng có một điều mà anh đảm bảo với em là dù họ nấu món gì thì cũng đều ngon. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong ngõ là sẽ thấy được những cái đặc biệt. Đôi khi Sài Gòn họ cũng không quá là trưng trổ ra đâu. Vâng. Có những cái hào nhoáng bên ngoài, vâng, nhưng có những cái thì lặng lẽ ở bên trong một con hẻm như này. Em chào chị nhá. Không biết là có ai còn nhớ em không nhỉ? Nhớ đúng không? Thỉnh thoảng em vẫn hay đến đây ăn đấy. Đợt nào vô Sài Gòn thì cũng ăn. Thì trước khi mà hỏi mấy chị ý thì đố em biết là ngày hôm nay mấy chị ý làm món gì. Em có thể đến tìm hiểu bằng những cái nguyên liệu của các chị ý. Hôm nay em nghĩ là chắc là nấu bún. Đúng. Bún. Bún gà. Ừ. Có lòng gà. Có lòng gà. Bún hơi miến. Sợ món nước. Ừ. Đúng rồi. Còn để mà bún gì miến gì thì anh thấy cũng khó đấy. Khó. Các nguyên liệu chị bày ra không có nhiều lắm. Vâng, không có nhiều lắm. Thôi chị bật mí luôn cho bọn em được không? Là hôm nay chúng ta sẽ được ăn món gì nhỉ? Miến bún gà. Ồ. Chuẩn luôn. Bún miến gà. Nói chung là lúc đầu Thải Nhi nói rằng là cô ấy có khả năng về nấu ăn thì mình cũng biết thế, kiểu tham khảo. Còn cụ thể nhau để mà lấy được cái lòng tin của Hoàng Nam đâu phải dễ đâu. Nhưng mà bằng cái đánh giá bề ngoài, ngay cái giây phút đầu tiên mà em đã đoán ra là bún biến gà chuẩn 100%, không có gì để mà nói nữa. Thì rồi, được, được. Em đã ghi điểm cộng rồi. Chị hãy cho em hai tô nhá. Em làm trước rồi nha. Vâng, vâng, ok. Ngon quá. Cảm ơn chị nha. Nói chung là nhìn qua thôi thì cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Còn nếu mà để ăn ấy thì tôi đã từng ăn rồi, thì tôi cam đoan rằng là món gì cũng sẽ ngon. Còn bây giờ để xem là cái khẩu vị của tôi cũng như của mọi người có giống nhau hay không, và của Thảo Nhi có giống hay không, thì bây giờ xin mời em nhé. Em có ăn chanh không? Cái này anh bắt nhé. Để anh lấy cho. Cái bát chanh này cũng là một cái vấn đề là khá là tinh tế, bởi vì khi mà bắt ấy thì chúng ta nó sẽ bị kiểu chanh nó ấy ra tay ấy. Thì tốt nhất là ở đây thìa của em anh quên mất. Thì tốt nhất là chúng ta nên nhanh nhẹn kiểu bắt tay cho phụ nữ chẳng hạn, mà mình bị dính chanh ra tay thôi, chứ không nên để phụ nữ bị bẩn tay. Em có ăn được hành phi không? Thế là em vẫn thả nào em làm món Bắc rất tốt mà đúng không? Với ẩm thực miền Bắc ấy thì hành phi hay là hành khô được sử dụng rất là nhiều, nhưng mà nó lại có kiểu hai khía cạnh. Ăn thì rất là ngon rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn buổi sáng hay buổi trưa thì cái hương vị của nó sẽ vương vấn ở trong miệng của chúng ta suốt cả ngày luôn. Nhưng mà đảm bảo nếu mai ăn được cái hương vị này, thích hương vị này và tự tin ăn thì chứng tỏ đấy là những người cũng khá là cá tính. Em ăn thử xem là cho anh biết đánh giá nhé. Em thử nước trước. Chị để thư đâu mà đang tìm. Nước khá là đậm. Anh sẽ thử xem này.
Miến này chủ yếu ngon là cái phần nước. Đúng rồi. Phần nước mà ngon là tô bún sẽ ngon được 80%. Bởi vì bánh thì có thể là họ mua ở đâu đấy thì chất lượng nó cũng như nhau thôi, đúng không? Và đúng. Nước dùng chính là cái linh hồn của món ăn, đúng như Thảo Nhi nói. Đúng rồi. À, có mấy lần anh vô đây ăn nhưng mà đúng vào cuối tuần, thế là bị hỏng mất. Cứ kiểu hẹn hò bạn bè bảo thôi cứ chưa đến đây ăn, cũng đúng vào cuối tuần thì họ lại nghỉ. Đó. Thì kiểu mình hay bị quên ấy. Thì ngày hôm nay anh em mình rất là may mắn đấy, khi anh mời em thì đúng vào ngày trong tuần, ngày làm việc thì chúng ta mới được thưởng thức. Nói thật với các bạn là những cái nhà hàng sang trọng thì cũng không thiếu ở khắp mọi nơi. Cái hương vị ở đó thì họ cố gắng làm theo quy chuẩn rất là đều. Ví dụ Hà Nội, Sài Gòn thì đều có cái hương vị ở những cái nhà hàng. Nhưng mà nếu mà chúng ta để tìm hiểu những cái món ăn đường phố, những cái hương vị đặc trưng riêng mang theo cái nét văn hóa của từng địa phương thì tôi nghĩ là nên ăn những cái món đường phố đó. Thì ở đây, cái quán ngày hôm nay thì tôi rất là vui bởi vì đã chia sẻ được cái yêu thích của mình, một cái quán yêu thích của mình tới một người em gái, một người bạn gái. Và em ấy cũng cảm nhận được những cái tinh thần đó của mình vui rồi, đúng không? Trong Sài Gòn đấy em hay đi ăn thường là lề đường. 20 tuổi thì em đã giờ nghĩ tới chuyện tương lai của mình, dự lập gia đình các thứ chưa? 20 tuổi thì em chưa nghĩ đến. Chưa nghĩ đến. Thì em đã có bạn trai chưa? Bạn trai ạ? Bạn trai thì em chưa. Chưa có luôn. Anh muốn hiểu lý do là tại sao đến giờ này mà em chưa có bạn trai? Chắc do em tính cách. Có khó tính không? Tức là cũng kỹ tính trong việc tìm một người phù hợp đúng không? Vâng. Ừ. Anh cũng có thể hiểu được bởi vì một người mà anh cảm giác như là có khá nhiều ưu điểm. Thì khi mình có một cái nhìn như vậy rồi thì với một cái đối tác mà mình muốn kiểu lâu dài hơn ấy thì cũng ít nhất là cũng phải bằng, đúng không? Hoặc là một cái gì đấy có thể đồng cảm, chia sẻ được. Nói chung là tình cảm cũng khó nói lắm. Khi mà mình bằng lý trí thì mình nghĩ là như vậy thôi, nhưng mà còn về tình cảm thì cũng không thể nói trước được, đúng không? Nhưng mà em nghĩ sao về ví dụ có một người bạn trai thì người đó sẽ bằng tuổi, ít tuổi hay là hơn tuổi em? Dạ em thì em sẽ chọn hơn tuổi. Hơn tuổi à? Anh cảm thấy bún đây cũng ngon hơn rồi đấy. Cũng không bị đậm đà rồi đấy. Loáng một cái là trời đã tối rồi. Anh chưa bao giờ thấy thời gian trong một ngày nó trôi qua nhanh như vậy đấy. Cảm ơn Thảo Nhi đã dành thời gian cho anh ngày hôm nay rất là nhiều. Nhưng mà anh thấy ở kia có một cái nhóm gì đông đúc nhỉ? Dạ. Có cái gì hay vậy? Hay chương hay cái gì đấy ạ? Có ban nhạc. Hay là mình thử ở vô đó đi. Dạ vâng. Lại Chanika này. Có phải là cái tiệm mà hồi sáng em giới thiệu với anh đúng không? Bây giờ mình vào mình tìm hiểu đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào để thưởng thức đồ uống vào buổi tối cũng như là lắng nghe nhạc sống rất hay. Mình vào order nhá. Nếu như buổi sáng là một cái xích lô thì ở đây lại là một cái xe nhỉ? Một cái xe ô tô nhỏ nhỏ đã được hoán cải thành một cái quầy bar. Chào em nhá. Lần này em uống cappuccino tiếp hay là uống cái gì? Em thấy có mấy món như trà hoặc là cocktail mới ấy, thì em sẽ chọn mới đi, không uống
cà phê nữa. Em muốn trà đào cam xả đi. Trà đào cam xả. Ok, anh cũng gọi giống em. Em ơi cho anh hai trà đào cam xả nhá. Cảm ơn em. Nói chung là đối với anh thì mỗi một ngày là những cái cuộc hành trình, là những cái thử thách. Mà chưa bao giờ anh thấy có một cái cuộc hành trình và cái thử thách nào mà nó cảm thấy dễ chịu, êm ái như ngày hôm nay. Thì đó là một cái duyên mà vô tình anh em mình gặp nhau và chúng ta đã có những cái kỷ niệm như vậy. Đó, thì sau ngày hôm nay thì anh lại ra Hà Nội thì, để mà nói lời cảm ơn em thì là không biết là nói như nào, thì anh nghĩ rằng là sẽ có một món quà nhỏ nhỏ. Thì tranh thủ của ban nhạc ở đây thì anh sẽ lên yêu cầu họ chơi một bài tặng em nhé. Dạ. Coi như là thay lời muốn nói. Dạ. Cảm ơn em. Xin chào em. Dạ. Em và ban nhạc có thể chơi giúp anh ca khúc Hãy Đến Bên Anh được không? Dạ, được. Ok, cảm ơn em nhé. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe rất nhiều.